mà nhắc tới những cái món ngon của miền Tây thì không thể nào bỏ qua được món bánh xèo. Đây là cái cục củ hủ dừa hôm trước nó sẽ được ưu ái đem đi làm nhân. Bột bánh xèo thì đó giờ nhà tôi chọn của loại hương xưa. Loại này thì cái vị nó vừa ăn, cái màu cũng đẹp mà đổ ra thì nó giòn. Nói về mà mấy cái bánh nhân gian đồ cái kiểu thì sao có thể thiếu bà lá chuối được. Lấy nguyên một cái tàu lá chuối luôn, cái đường gân cứng của nó thì lấy để đó bôi mỡ vô cho cái chảo chuẩn bị đổ bánh xèo. Lá thì để đó cho bánh nó đừng có dính vô nhau. Mấy cái công đoạn đổ bánh xèo là phải lắc đều tay. Nhà tôi thì chỉ có chảo chống dính thôi cho nên là lấy xài luôn mà đổ cũng im lắm nha, không tệ đâu. Ta nói không biết cái sự khác nhau giữa bếp củi bếp ga là thế nào nhưng mà đồ ăn nấu trên bếp củi thì sẽ ngon hơn bếp ga. Nhân bánh xèo thì nó không có cố định, tùy thôi muốn ăn gì thì mình sẽ làm đó. Như nhà tôi là củ sắn, củ hủ dừa, củ cải đỏ. Mấy cái loại củ này thì phải xào trước để mà ướp lên cái bánh xèo khác luôn, chưa chín nữa. Khi mà cái da bánh nó giòn đều vàng đều thì mình cho nhân vào. Nãy giờ quên nói nữa, để cho cái vỏ bánh xèo nó ngon thì nhất định phải có nước cốt dừa, một thành phần không thể thiếu để nó tạo nên cái độ béo của da bánh xèo miền Tây. Ngoài bánh xèo ra thì còn loại nữa là bánh khọt, cùng một công thức, cùng một loại bột luôn. Cái loại bột này pha với nước cốt dừa xong rồi nêm nếm cho vừa ăn, công nhận ngon. Xèo thì không thể nào mà thiếu rau được, xà lách, diếp cá, mấy cái loại rau mùi, rau thơm, quế, dưa leo. Rồi thì bưng ra bàn để đó còn thủ tục nữa, hiếu khách miền Tây. Bắt điện thoại lên, alo chị Năm, chị Bảy, cô Tư, bla bla lại ăn bánh xèo nè. Ăn chung cho vui chứ ăn một mình thì buồn.